vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Lộc trời cực giàu, đúng tháng 5 âm lịch, năm 2024, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, được lộc bề trên, tiền về nhiều vô kể, đổi đời nhiều tỷ. Thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh 1978 thân mến, mới đây nhất xem tử vi tháng 5 âm lịch, năm 2024 của 12 con giáp, nhận thấy vận trình của con giáp tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Trong tháng 5 âm lịch, có hung, có cát, mọi việc nên được tiến hành một cách tuần tự, cẩn thận, tránh những quyết định nông nổi hay vội vàng, để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt, nếu tuổi Mậu Ngọ có thể nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, thì cuộc đời sẽ bước sang trang mới, lội ngược dòng thành công, nhưng sẽ thật đáng tiếc. Nếu tuổi Mậu Ngọ nào bỏ qua những luận giải trong video ngày hôm nay, thì sẽ tiếp tục cuộc sống nghèo khổ chạy vậy đó đây. Vậy vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh 1978, trong tháng 5 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Tử Vi giải đáp chi tiết trong video dưới đây. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết, ta cùng điểm danh tính cách của người tuổi Mậu Ngọ, sinh 1978, có điểm gì nổi bật ngay sau nhé. Tuổi Mậu Ngọ 1978, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định. Họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn chứ không làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh 1978, đó chính là không quyết đoán. Họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa, thì phần lớn người tuổi Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về tài chính, nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Mậu Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn, làm một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Mậu Ngọ linh hoạt, chịu thương, chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự say dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục, cho nên tính cách Mậu Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định thời gian biểu đã lên lịch sẵn, hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Mậu Ngọ không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Mậu Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu, nhưng vẫn sành điệu. Tuổi ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc, họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn,
nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Mậu Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng trong bảng 12 con giáp. Hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của Mậu Ngọ. Họ thích nói năng suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình. Họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án mà trước khi chúng được hoàn thành, nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Mậu Ngọ rất đa tài, hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Mậu Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà Mậu Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Mậu Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và trụ du thiên hạ. Vì vậy, xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Mậu Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo và nếu không được hoạt động, sẽ khiến họ buồn chân, bức xúc. Mậu Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Với cương vị là một người tiên phong, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận, cuộc sống của bạn thêm phần sang trọng trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của Mậu Ngọ do nóng tính nên thường bị đổ vỡ. Nếu rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp, thì cuộc sống của Nam Mậu Ngọ sẽ góp phần sung tốt hơn. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc. Vào khoảng năm 49 tuổi, nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ lại có phần mơ mộng hơn. Song về cơ bản, họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Họ có tấm lòng bao dung, bác ái khẳng khái, nhiệt tình, phóng khoáng, rộng rãi. Cuộc sống gia đình của nữ mệnh Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Họ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc, nên công danh hầu như không có trong công việc. Họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch, có thiên can là Canh Kim, địa chỉ Ngọ, Hỏa. Đặc trưng tháng là thiên khắc, địa sinh như hỏa tăng nguy hành, hướng tốt là hướng chính Nam và chính Bắc, hướng xấu là hướng Đông và Trung Cung. Ngày tốt là ngày 26 và ngày 28 tháng 6, ngày 2 và ngày 4 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 dương lịch. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ thấy rằng, bước sang tháng mới, người tuổi Mậu Ngọ phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vươn lên trong tháng 5 âm lịch này. Thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào hành động của chính bạn. Trên phương diện sự nghiệp, có tương hình tác động, bản mệnh thường xuyên, nóng nảy, thích khiêu khích người khác. Con giáp này cần ý thức được vai trò và vị thế của mình. Đừng coi mình là người tài giỏi nhất mà tỏ ra coi thường người khác. Nếu bạn không biết mình đang đứng ở đâu, thì bạn sẽ không tìm được hướng đi chính xác cho mình, đồng thời mãi dậm chân tại chỗ. Phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bản mệnh cần phải kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định làm ăn kinh doanh, nếu không dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu gian sẵn. Bên cạnh đó,
Nếu các dự án của bạn bị nhiều người phản đối thì bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc, chớ nên cứng đầu, cứng cổ làm mọi việc theo ý mình. Chuyện tình cảm cũng là điều mà bản bệnh cần phải lưu ý. Bạn chớ nên chút những áp lực mà mình phải chịu đựng ngoài xã hội lên đầu nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và trao đổi mọi chuyện với đối phương. Có thể nửa kia sẽ đưa ra những ý kiến góp ý hữu ích giúp bạn vượt qua được khó khăn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 5 âm lịch, không có thành công nào đến với người tuổi Mậu Ngọ một cách dễ dàng trong tháng 5 âm lịch này. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn cần phải tự cổ vũ, động viên bản thân, liên tục cố gắng, thắng không kiêu, bại không nản, như vậy mới có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Dưới tác động của cục diện tương hình, dường như bạn đang trở nên quá hiếu thắng, lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu, nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ thấy rằng đây là thời điểm để bạn bước chậm lại, bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan về mọi vấn đề. Đặc biệt, bạn cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận và học hỏi được cái hay của người khác, chớ nên tự cho mình là nhất, thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc dạy bảo của người khác. Trên thực tế, bạn vốn cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Các tinh đế vượng và hữu bậc cho thấy, bản mệnh vẫn luôn có cơ hội để gặt hái thành công. Cốt là bạn phát triển theo đúng thế mạnh của mình, không sợ gian nan, vất vả. Thêm vào đó, hãy hành xử cho phải phép, như vậy bạn mới có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, nếu lọt vào mắt xanh của quý nhân, thì đối phương sẽ chỉ cho bạn hướng đi để khắc phục khó khăn. Xét phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ, sinh 1978, trong tháng 5 âm lịch, tình hình tài lộc của con giáp này cũng chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực. Trong thời điểm này, bạn có cách hành xử khá cực đoan, thích gây thù, chuốc oán với người khác, lại thêm cách làm việc thiếu kiên nhẫn, nên các kế hoạch dễ gặp trục trặc, thậm chí bỏ dở giữa chừng. Bạn cần từ bỏ thói hiếu thắng để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn. Đừng để bản thân bị người khác khiêu khích, dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm. Hãy đi theo đúng những định hướng mà mình đặt ra từ trước. Đừng vì một vài câu khích tướng của người khác mà thay đổi hướng đi, chọn những phương án làm việc không phù hợp với mình. Ngoài ra, không có con đường làm giàu nào là dễ dàng và bằng phẳng. Bạn cần phải kiên nhẫn hơn, dù là khi đối diện với khó khăn, hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, bởi biết đâu trải qua khó khăn này, bạn sẽ còn phát hiện ra những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tìm thấy con đường mới để làm giàu. Các tinh đế vượng và hữu bợt cũng sẽ giúp công cuộc làm giàu của bản mệnh bớt phần hung hiểm. Hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng bằng chính sức của mình. Đừng nghĩ tới việc lợi dụng người khác, như vậy thì việc khó đến đâu cũng dần dần có cách giải quyết. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Ngọ, sinh 1978, trong tháng 5 âm lịch, xem tử vi tháng 5 âm lịch, năm 2024, của tuổi Mậu Ngọ nhận thấy, phương diện tình duyên nhìn chung khá ảm đạm. Trong thời điểm này, bạn cần xem lại cách hành xử của bản thân với mọi người. Đừng tổn thương người khác bằng những hành động nóng nảy hoặc vô ý của mình. Con giáp này cần chú ý không chút những cơn nóng giận, bực tức mà mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu những người thân trong nhà. Người nhà là những người gần gũi, thân thiết và đáng quý trọng nhất với bạn. Vì thế, hãy cư xử làm sao để không ai phải đau buồn thay vì việc nóng nảy, đá thúng đụng nia. Con giáp này hãy thử tâm sự những vấn đề khiến mình khó xử với mọi người. Chắc chắn việc này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời, người nhà cũng có thể đưa ra cho bạn những gợi ý, giúp bạn tìm ra phương hướng giải quyết được khó khăn. Với người còn độc thân, con giáp này cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử. Đừng hiếu thắng, cực đoan, sẽ gây ấn tượng không tốt đẹp với người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải nhắc mình cẩn trọng, không nên dễ tin người, bởi có thể sẽ có kẻ cố tình dùng lời ngon, tiếng ngọt để tán tỉnh bạn, hòng chiếm một lợi ích gì đó từ bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ, sinh 1978, trong tháng 5 âm lịch, thái tuế hung tinh gây hại cho sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ, đặc biệt với những ai phải thường xuyên di chuyển hay xuất hành đi xa. Vì thế, bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông, không làm việc khi đang mệt mỏi, nếu không dễ để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tháng này, bản mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực cho sự nghiệp và tình cảm mang lại.
khiến tinh thần căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Tốt nhất bạn nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tâm sự với những người đáng tin cậy, đồng thời dành thời gian để rèn luyện sức khỏe. Có như vậy thì bạn mới duy trì được trạng thái tâm lý cân bằng, không rơi vào cảnh stress. Quý khán giả thân mến, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém. Bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi, khó khăn. Vậy tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, nam mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 nên hợp tác với người tuổi Kỷ Mùi 1979, tuổi Quý Hợi 1983, tuổi Ất Sửu 1985, tuổi Đinh Mão 1987, tuổi Đinh Tỵ 1977, tuổi Ất Mão 1975. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978 nên hợp tác với người tuổi Kỷ Mùi 1979, tuổi Quý Hợi 1983, tuổi Ất Sửu 1985. Bên cạnh đó, tử vi 12 con giáp cũng có chỉ ra rằng người tuổi Mậu Ngọ có trực giác tốt trong công việc, rất quyết đoán, dám làm, dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Ngọ cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề, nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ của những tuổi sau. Tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi Mùi. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mùi tương hợp, hai người thường trở thành bạn tốt của nhau. Người cầm tinh con ngựa tính tình hoạt bát, năng nổ, con người tuổi Đê trầm tính, dịu dàng hơn. Tuy tính cách hai người có khác nhau, nhưng nếu ở bên nhau sẽ sản sinh ra một bầu không khí rất lãng mạn, đặc biệt là cuộc sống sau hôn nhân. Người tuổi Mùi thường sẽ trở thành một người vợ hiền của người tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi Tuất. Hai tuổi này rất dễ thống nhất quan điểm với nhau, từ chuyện gia đình đến chuyện nhà nước. Hai người dù rất thích tranh cãi, thảo luận, nhưng việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai. Họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau với tình bạn vô cùng bền chặt khiến người ngoài ngưỡng mộ. Tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi Dần. Hai tuổi này ở với nhau thường nảy sinh va chạm, nhưng sau những va chạm, quan hệ của hai người sẽ lại tốt đẹp lên. Cả hai đều rất thích mối quan hệ như vậy, đồng thời cũng rất khâm phục đối phương, thích được tranh luận cùng đối phương, đặc biệt là trong công việc. Điều này sẽ khiến hai người ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy nhau tiến bộ. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 5 âm lịch năm 2024 của người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tử vi tuần mùng 1 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp chỉ ra rằng tuần này không thuận lợi cho công việc của người tuổi Mậu Ngọ, nhưng nếu bản mệnh cẩn trọng sẽ tránh được sai sót lúc này. Bạn nên dành thời gian cho các mối quan hệ xã hội của mình. Hãy chủ động liên lạc và hỏi thăm những người bạn yêu quý về tình hình của họ. Những cử chỉ nhỏ này lại mang đến giá trị rất lớn trong khoảng thời như hiện nay đấy. Ảnh hưởng của âm sát cho thấy, bản mệnh dễ trở thành mục tiêu bị lừa gạt. Tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại khi bạn có sơ hở. Đó là lý do bản mệnh muốn tập trung cho công danh. Sự nghiệp lúc này cũng khó khăn hơn. Càng ngày con giáp tuổi Mậu Ngọ càng thấy lo lắng cho vận trình tình cảm của mình. Hai người thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ chỉ vì nói chuyện không thấy hợp. Những gì họ nói, bạn không hiểu và ngược lại. Bạn nói nhưng họ không lắng nghe. Thiên tài ghé thăm vào ngày đầu tuần, mang tới nhiều tin vui liên quan tới tài chính, khiến bản mệnh rất vui mừng. Thế nhưng, cẩn thận kẻo tiểu nhân sau đó gây hại khiến bạn mất tiền như chơi. Do đó, khi có tiền trong tay thì nhớ giữ thật chặt đấy nhé. Tử vi tuần mùng 2 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 tuần mới dự báo những trở ngại trong cuộc sống. Với con giáp tuổi Mậu Ngọ, khi bản mệnh cảm thấy bế tắc hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ từ những người mà bạn tin tưởng. Một trong số họ có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời cũng như giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng khi giải quyết vấn đề đó. Vận trình tình cảm không được như ý cũng là điều dễ hiểu khi bạn và người ấy không cùng mục tiêu, chí hướng. Nếu họ muốn đi con đường riêng thì bạn nên tôn trọng. Tất nhiên, nếu cả hai cùng muốn tìm cách sửa chữa thì cơ hội vẫn còn nguyên đó. Nhờ có hữu bật phò tá, cũng là khi tuổi Mậu Ngọ nên theo đuổi những giấc mơ của mình. Dù đó là giấc mơ mà bạn ấp ủ từ lâu hay một mục tiêu hoàn toàn mới,
chúng đều xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và công sức. Giữa tuần có thiên tài nâng đỡ, giúp bạn dồi dào về tiền bạc. Thế nhưng, không nên quá buông thả bản thân trong vấn đề chi tiêu. Dẫu đây là khoảng thời gian bạn cần chăm sóc cho mình, bạn vẫn phải thận trọng khi chi tiền để không bị chệch khỏi kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Tử vi tuần mùng 3 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 theo luận giải mới nhất của 12 con giáp chỉ ra rằng trong tuần này có nhiều thứ tuổi Mậu Ngọ không mong muốn nhưng vẫn cứ xảy ra, thế thì không nên trốn tránh nữa. Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn trút bỏ những suy nghĩ tiêu cực như những thất bại hay các cơ hội mà mình đã bỏ lỡ để lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới. Đôi lứa có thể xung đột vì chuyện ghen tuông, nghi ngờ nhau. Bản mệnh cũng nên thận trọng với các mối quan hệ xã hội vì một vài hiểu lầm không đáng có thể xảy ra. Vậy nên, trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ mọi vấn đề và cố gắng giải quyết trong ôn hòa. Thiên hình được xem là sao xấu, bạn có thể gặp tai vạ cho dù đó không phải là tội lỗi do mình gây ra. Lúc này không được hành xử bất cần, nên tìm cách giải quyết vấn đề gọn gàng, thấu tình đạt lý. Nếu không dễ phạm tù tội, do ảnh hưởng kiếp tài, nên có sự cố xảy ra khiến bản mệnh thiếu niềm tin vào chính mình cũng như mọi người xung quanh. Thế nhưng sau đó, bạn quên đi nhanh chóng, khi đến giữa tuần và cuối tuần, mọi sự đã thuận lợi hơn. Tử vi tuần mùng 4 tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tử vi tuần cuối cùng của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Mậu Ngọ rất dễ vướng vào thị phi, xung đột trong tuần này. Hãy rút khỏi cuộc hội thoại nếu bạn cảm thấy không ổn và cố gắng điềm tĩnh trong các tình huống khó xử. Đây cũng là lúc để luyện tập thêm về kỹ năng, tuần mới có nhiều thăng trầm. Khi đang thuận lợi thì lúc sau mọi thứ đã đổi khác. Sau đó, khi có thiên ấn xuất hiện vào giữa tuần, thì bạn nên biết tận dụng cơ hội đang có để thực hiện kế hoạch của mình. Còn sau đó, khi khó khăn ập tới, thì bạn nên chọn cách đứng im để mọi thứ yên ắng trở lại đã nhé. Vận trình tình duyên của con giáp tuổi Mậu Ngọ độc thân còn nhiều hoang mang khi bạn không rõ tình cảm của đối phương dành cho mình là gì, vì nửa quan tâm nửa hời hợt. Trong khi đó, người đã có đôi bắt đầu nghi ngờ người ấy đã có người khác với những dấu hiệu lạ. Ảnh hưởng của Bách Việt khiến cho một số người không vui khi gặp đào hoa dữ. Người độc thân khó chịu vì kẻ theo đuổi mình không dễ dàng buông tha cho bạn. Các cặp vợ chồng nếu không biết vun vén tình cảm lại là cơ hội cho người thứ ba xuất hiện. Quý khán giả thân mến, bạn nghĩ mình là ai? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà chúng ta vẫn thường hay nghe thấy, nhưng để trả lời chính xác thì lại chẳng mấy người làm được. Cho dù bạn có địa vị gì, cho dù bạn quan trọng đến nhường nào, nhưng trong mắt người khác, chưa chắc bạn đã có sức nặng như mình vẫn nghĩ. Trong cuộc đời này, có rất nhiều người tài giỏi hơn bạn, núi cao còn có núi cao hơn, cho nên đừng tự đề cao bản thân, đừng khoe khoang, đừng phách lối. Thời gian rộng lớn đến nhường nào, bạn nghĩ mình là ai? Một người muốn bình an vô sự sống trên đời này phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu một điều, đừng tự đề cao mình quá nhiều. Lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu, học cách nhận thức về bản thân là điều vô cùng quan trọng với mỗi người. Tuyệt đối đừng bao giờ tự cho mình quan trọng trong mắt người khác. Trên thế gian này, mỗi người đều có vai trò của riêng mình. Nhưng khi một ai đó rời đi, thậm chí là mất đi, trái đất vẫn cứ quay và người ở lại vẫn cứ phải tiếp tục sống như thường. Làm người phải biết khiêm tốn mà làm người, bay bao cao, bay bao xa không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải hạ cánh an toàn, hãy là chính mình, chỉ khi đó bạn mới thực sự hạnh phúc. Đừng bao giờ quá đề cao bản thân, cho mình là nhất trong hành trình nhân sinh của người khác. Bạn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường, đừng bao giờ khoe khoang tiền của mình nhiều thế nào. Đó chỉ là những tờ giấy vô tri. Đừng bao giờ khoe khoang công việc của mình tài giỏi ra sao. Dù bạn có thất bại, vẫn có vô số người có thể làm xuất sắc hơn bạn rất nhiều. Đừng bao giờ khoe khoang nhà của mình lớn đến đâu, bạn không còn ở đó nữa, vậy thì nhà cũng thành của người khác. Đừng bao giờ khoe khoang xe của mình đắt nhường nào, khi không còn bạn, chìa khóa cũng nằm trong tay người khác. Thứ duy nhất mà bạn có thể khoe khoang, ấy chính là sức khỏe của mình. Trong kinh dịch có câu, mãn chi tổn khiêm thụ ích, tức là mọi sự kiêu ngạo, tự mãn sẽ dẫn đến thiệt thòi, tổn thương, con người khiêm tốn sẽ thu được lợi ích thành toàn. Do đó, khiêm nhường chính là cái gốc của tích đức, là trí tuệ, hành xử cao thâm trên đời. Người ta thường nghĩ rằng, khi ở trên cao,
ở trên người khác mới là thành công. Nhưng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng, thường hay rộn ràng vì lợi đến, nhốn nháo vì lợi đi. Trong khi đó lại có những con người sống một cách bình dị, sống không màng danh lợi. Đó mới chính là một thái độ làm người cao thượng. Thực tế từ xưa đến nay cho thấy, càng là người có tu dưỡng thâm sâu thì càng khiêm nhường. Đối với những người như vậy mà nói, giữ mình khiêm tốn chính là một loại đức hạnh. Những người tự cao, tự đại, kiêu căng, ngạo mạn với người khác chính là để che giấu tâm hồn yếu nhược, khỏa lấp chỗ trống trong lòng, vì họ sợ người khác coi thường bản thân mình. Ngược lại, đức tính khiêm nhường lại xuất phát từ sự tự tin của nội tâm, không màng danh lợi, không tranh với người đời. Từ xa xưa, các bậc quân tử, bậc đại trí vẫn luôn khiêm nhường là vì lẽ đó. Đương nhiên, khi bạn hạ thấp bản thân trước người khác thì cũng phải đánh đổi một vài thứ như thân phận, sự tôn kính. Nhưng hạ thấp bản thân để khiêm nhường không phải là buông bỏ ý chí, vứt bỏ sự tiến thủ của mình, mà ngược lại, một người càng có chí tiến thủ thì càng hiểu được giá trị của sự tu dưỡng tâm tính, hiểu được giá trị của đức tính khiêm nhường. Nếu cuộc đời vốn không hoàn hảo, tại sao bạn không sống thật với chính mình ngày hôm nay? Khiêm nhường cũng là cách giúp ta thoát khỏi dục vọng của danh lợi và sự tham lam. Khi một người đứng ngoài vòng danh lợi thì người đó sẽ có thể nhìn được tường tỏ hơn, hiểu được rộng lớn hơn người khác. Người chịu cúi đầu trước người khác không hẳn đã chịu thiệt. Họ là những người hiểu rõ về bản thân mình. Càng hiểu thì càng ung dung, càng điềm đạm, sẽ càng tiến xa hơn nữa. Người có thể giữ được sự khiêm nhường cũng giống như biển lớn, có thể dung nạp được trăm sông, nghìn suối đổ về. Dù trong hay đục, dù lớn hay nhỏ, nước chịu ở nơi thấp hơn, không tranh giành, nhưng lại có thể dung nạp và nuôi dưỡng được vạn vật. Biển lớn chịu ở nơi thấp hơn sông, suối, nhưng sự thâm sâu của biển có thứ gì sánh được. Trong khi thế nhưng không ngừng cố gắng làm mọi cách để chứng minh và mong mỏi thể hiện bản thân, thì các bậc cao nhân đại trí lại luôn cố gắng che giấu thân phận và sự tài trí của mình để mong cầu một cuộc sống bình yên, không vướng bận, muộn phiền. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết cũng như trong phép ứng xử. Nếu chúng ta có thể lùi một bước nhượng bộ đối phương, thì sẽ thấy được những điều mà bình thường ta ít khi để ý. Người sống khiêm nhường có thể nguyện ý ở dưới người khác, nhưng người khác một bước, nhờ vậy mà luôn thong dong, thư thái, tâm hồn khoáng đạt, không toan tính hơn, thua được, mất làm được điều đó, tức là đã thông thấu nhân sinh. Có câu, nước càng sâu, càng tĩnh, người càng hiểu biết nhiều càng khiêm nhường, cũng chính là ý này. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Lộc Trời Cực Giàu, đúng tháng 5 âm lịch, năm 2024, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, được lộc bề trên, tiền về nhiều vô kể, đổi đời nhiều tỷ. Từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.